Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bệnh viện Việt Pháp. Các bạn thấy bệnh tôi trong bệnh viện có công việc. Mình đi thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Việt Pháp. Sẵn live stream để nhìn các bạn thấy. Nói chung là mình trong bệnh viện cũng mới vừa đi ra. Thì bệnh viện ở Việt Nam, các bạn đời sống ở Việt Nam bây giờ tiền nào của nấy thôi. Nếu anh có tiền anh vô những cái bệnh viện gì Pháp như thế này đó thì nó không thua gì nước ngoài cả. Nó rất là sạch sẽ và sự trang trí và mọi sự tiếp khách của nó vậy. Nhân viên ở đây nói tiếng Anh rất là giỏi nha. Các bạn vô mà họ sẽ tiếp các bạn bằng tiếng Anh trước. Xong rồi họ hỏi coi mấy Mình xưa là mình coi mình có nói tiếng Việt không. Tôi vô tôi thấy mấy mấy nhân viên này gì đó thì để mình giải thích cho chị các bạn. Hôm nay mình có mặt tại bệnh viện Việt Pháp tại vì mình chuẩn bị quay lại Mỹ, công việc của mình đã xong rồi. Quay lại Mỹ thì cần phải có cái vé, cái chứng nhận Mỹ nó đòi hỏi phải có cái chứng nhận là không có bị COVID ở Việt Nam mới bà mới vô Mỹ được, cho nên mình phải lập đặt sáng sớm đón xe đi đi sớm đi sớm để lên trên này. Sáng làm thì chịu có cái tiền khám ở đây thì nó rất là mắc, mà cái bệnh viện này là do đại sứ quán Mỹ nó refer, là nó giới thiệu mình qua, cho nên mình làm như vậy đó thì cái thông tin của nó có liên hệ với nhau, nó dễ dàng. Còn mà nếu mà đi vào trong nhà thương mà của bệnh viện mà chính phủ đó thì nó cũng có giới thiệu mình qua, nhưng mà qua đó các bạn biết làm trong 72 giờ đồng hồ mới có cái giấy chứng nhận là mình không có bị COVID. Cái giấy đó chỉ rồi khám cái tiền tốn đó, nó chỉ có khoảng 740.000 đô ngàn tiền Việt Nam thôi. À, các bạn thấy Việt Nam tiền nào của nấy à, cho nên mình chọn cái mưu cầu hạnh phúc của mình ở Việt Nam hay ở bên Mỹ được như vậy. Các anh chị các bạn khi đến Mỹ của mình thì chọn đời sống cao thì cái gì nó cũng cao. Tôi nói về vấn đề COVID mà test thôi, đi vào bệnh viện mà tư nhân, bệnh viện mà như thế này, bệnh viện mà Việt Pháp như thế này, Pháp Việt á, thì trả 3,5 triệu. Còn mà đi vô vào bệnh viện của chính phủ thì trả giống như mọi người 740.000. Các bạn thấy nó rất là công bằng, không có gì mà phải lộn xộn hết. Công nhận ở thành phố Hồ Chí Minh bệnh viện nước ngoài, khách nước ngoài, khách trong nước, người ta sống người cái bệnh viện nó rất là khang trang anh chị các bạn. Tại mình không dám quay bên trong tại vì đây là những cái bệnh viện cơ sở tư nhân rồi, mình ra ngoài mình quay để giải thích cho anh chị các bạn thấy. Chẳng gì mình đi thành phố Hồ Chí Minh thôi thì chỉ còn có một ngày nữa là mình chia tay anh chị các bạn. Mình sẽ qua trở lại Mỹ để tiếp tục cái con đường sự nghiệp chiến đấu lâu dài và bền bỉ. Thôi mình tạm thời nghỉ ở đây, mình sẽ hẹn anh chị các bạn cái like kế tiếp. Ở bệnh viện rất là tuyệt vời nha, mình chỉ quay sơ sơ để các bạn thấy, ngay cả những cái người tiếp đãi viên rồi những người mà ở đây người ta rất là nồng nhiệt nha, chu đáo, chứ không phải như những cái người mà thành phần mà họ bất mãn cái độ. Nên Việt Nam thì nó cái gì nó cũng hư ý móc, nó chê bai Việt Nam hết. Thì xã hội thì nó cũng muôn màu muôn mặt, ở Mỹ nó cũng vậy thôi. Tôi nói nó còn tệ hơn, tại vì cái vấn đề phục vụ của Việt Nam nó mới mẻ và người dân Việt Nam người ta đang dân trí người ta ngày lúc nó càng cao lên, cách hành xử của họ rất là văn minh khi mà họ làm việc.
theo cái tiêu chuẩn nước ngoài anh chị các bạn. Họ làm việc phải nói là rất là cởi mở, rất là thoải mái trong cái bệnh viện mà của chính phủ, ở trên bệnh viện tư nhân như thế này, thân thiện. Mà không phải là giờ vô các bạn thấy là chỉ có dân miền Nam nói tiếng miền Nam không, tiếng miền Trung, tiếng miền Bắc, tiếng Nam, mà tiếng đủ thứ vùng miền, mà họ hòa đồng với nhau để đặng mà sống và học hỏi để tiến bộ hơn. Các bạn thấy dân Việt Nam giờ đi lên bệnh viện cũng đi bằng xe hơi, có chiếc Honda mà chạy vô đâu. Nếu mà nhìn đây chắc nghĩ là ở cái xứ giống như Singapore hay là Philippines hay là Malaysia hay là Thái Lan, có chiếc Honda nào mà chạy đâu. Nãy giờ có thấy chiếc Honda đâu, toàn là xe xe hơi, xe ô tô, xe bốn cửa, xe bảy cửa, xe sang luôn, xe cỡ nào cũng có, taxi cũng có. Các bạn thấy Việt Nam đời sống như vậy, tại sao mình không lo mưu cầu hạnh phúc, bỏ tiền bỏ của qua bên Mỹ, bỏ 45 tỷ giống như thằng thằng Ngọc Sơn đưa mẹ qua bên đó, rồi bỏ 45 tỷ qua bên đó. Các bạn thấy nuôi thằng Mỹ, đồng tiền chất xám của mình ở trong quê hương mình không đổ vô trong quê hương. Bây giờ Việt Nam điều kiện y tế được người ta rất là tốt, tôi nói chị các bạn biết, bỏ tiền cỡ đó ở Việt Nam như là vua men, còn quýt còn hơn bên Mỹ. Việt Nam bây giờ người ta ghép tim, ghép thận, ghép giò, ghép chẳng, người ta làm cái gì cũng được hết, mổ cỡ nào người ta cũng làm được. Bọn có nghĩ sao, miễn sao mình có tiền là người ta hết lòng phục vụ mình tới bờ tới bến luôn. Bạn thấy không, xe cộ lượm 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 đó, chứng tỏ là dân Việt Nam người ta khá giả, người ta mới có được cái đời sống như vậy các bạn không. Và cái lũ khốn nạn chống cộng xuyên tạc đất nước, mà nó cha nó vô mấy cái đấu trường mình vô nhiều quá, thấy thấy tụi nó làm cho mình bị chi phối, nó làm cho mình giống như ngu luống lẩn theo nó. Tại vì nó nói chuyện trên trời với đất, nó ngồi đó nó cứ chờ chù quẹo cho Việt Nam nghèo khổ, đất nước loạn lạc, cho nên thấy quể ớn trời đậu. Rồi lại mình lần nữa xin tạm dừng ở đây nha, hẹn anh chị các bạn mình cập nhật thông tin tới đâu mình sẽ cập nhật thông tin tới đó. Sau khi mình quay trở lại Mỹ mình sẽ tiếp tục chiến đấu và cập nhật những thông tin tốt nhất để chuyển về quê hương, để anh chị các bạn cũng như chúng ta cùng nhau mình hiểu rõ hơn cái cuộc sống ở quê nhà và xứ người, để rằng mình không có nhầm lẫn. Một lần nữa lại Minh xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.